Vâng, vườn nấm xanh xin kính chào tất cả các bạn. Như trên hình ảnh các bạn đã thấy, đây là một vườn dại yên thẳng với rất nhiều màu sắc của bên mình. Hôm nay mình xin review quá trình tạo khung dàn treo cho vườn dại yên thảo bên mình. Bước đầu tiên, bắt đầu chúng ta đang cắt rất nhiều ống thép này. Khu vườn rộng khoảng 50m2 ạ. Vâng, xung quanh cần rất nhiều cọc trụ để tạo độ cứng vững cho dàn treo. Đây, bắt đầu các mối hàn để kết nối các khung dầm vào với nhau đấy. Các bạn chờ chút và sẽ thấy một điều bất ngờ. Khi khu vườn hoàn thành, nó sẽ nhìn rất là tuyệt vời đấy ạ. Vâng, điều bất ngờ bắt đầu xuất hiện rồi đấy ạ. Một vườn ngập tràn dại yên thảo với đủ các màu sắc. Lượng dại yên thảo này bên mình dự tính sẽ bán ra vào dịp Tết năm nay. Nếu ai có nhu cầu có thể xin liên hệ trực tiếp về bên mình với Facebook Vườn Nấm Xanh, website caycanhcacoc.com. Mọi thông tin liên hệ có thể trực tiếp thông qua hai địa chỉ này hoặc số điện thoại 0834222993. Ngoài ra dịp Tết này bên mình còn bán thêm một số loại hoa như là hoa hải đường, kim ngân lượng hay một số loại chậu treo. Hiện tại bên mình đang áp dụng chính sách là free ship nội thành Hà Nội cho khách hàng mua từ 5 triệu treo trở lên. Vì vậy bạn nào mà có nhu cầu mua cây thì có đặt số lượng lớn có thể liên hệ với mình, thì mình sẽ cung cấp thêm hình ảnh và gửi lại cho các bạn trực tiếp trước khi chuyển sản phẩm đến tay các bạn. Vậy các bạn sẽ yên tâm trong quá trình mà mua bán hàng với mình. Một lần nữa là xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.